Xin chào tất cả mọi người. Vâng, em Trang đã nhìn thấy trên màn hình livestream có rất nhiều anh chị đang vào live của em Trang ngày hôm nay rồi ạ. Em chào chị Vân Nguyễn, chị Hương Phạm, chị Thanh Hà nha. Em chào tất cả các anh chị và các mẹ ạ. Vâng, ngày hôm nay thì em Trang sẽ chia sẻ một bí kíp giúp cho chị em nhà mình chăm sóc con cái tốt hơn. Nhất là các mẹ nào đang có con nhỏ mà gặp tình trạng con quấy khóc này, biếng ăn này, con chậm lớn, còi xương hay là suy dinh dưỡng thì phải vào ngay livestream của em Trang ngày hôm nay nhá. Ngày hôm nay em Trang sẽ giải quyết cho các mẹ tất tần tật các vấn đề trên nhé. Mọi người theo dõi livestream thì để lại giúp em một like kèm theo một share để nhận được ưu đãi lớn trong ngày hôm nay nhá. Em hứa là trong video ngày hôm nay thì em không những giúp các mẹ nuôi con tiết kiệm hiệu quả mà không hề vất, quan trọng nhất là có cả chương trình ưu đãi vô cùng khủng cho các mẹ nhé các mẹ ơi. Chỉ với 3.000 đồng mỗi ngày giúp con khỏe mạnh hơn, ngủ ngon hơn và thông minh hơn thì tại sao các mẹ không bổ sung cho con ngay hôm nay ạ? Những tình trạng như là con quấy khóc này, biếng ăn này, con chậm lớn còi xương hay là suy dinh dưỡng sẽ được giải quyết hoàn toàn các mẹ nhé. Cha mẹ không còn phải lo lắng quá nhiều khi mà con ốm yếu này, quấy khóc hay là rong con đi khắp nơi, không còn phải lo lắng nuôi con hoài mà không lớn, không phải cho con đi khám bác sĩ vì suy dinh dưỡng, không phải mất quá nhiều thời gian, tiền bạc, công sức đi lại nữa nha. Các mẹ chỉ cần bổ sung bộ vi chất để carbon này thôi nhá, là tất tần tật các vấn đề trên sẽ được giải quyết hoàn toàn, chỉ gói gọn trong một bộ vi chất để carbon này thôi các mẹ nhá. Muốn hết bay những tình trạng trên thì các mẹ cứ sử dụng bộ vi chất để carbon này nhá. Trang xin nhắc lại là bộ combo vi chất để carbon cao cấp này sẽ chấm dứt hoàn toàn tình trạng biếng ăn, chậm căng cân, còi xương, suy dinh dưỡng. Sử dụng cho con thì con cứ gọi là bụng bẫm này, trộm vía nhìn thích ơi là thích nhất các mẹ. Chăm con cứ gọi là cực kỳ dễ dàng luôn các mẹ ơi. Mình xin nhắc lại là biếng ăn này, táo bón này, chậm lớn, còi xương, suy dinh dưỡng sẽ hết hẳn luôn nha các mẹ. Tuyệt vời không các mẹ ơi. Những mẹ nào có con hay quấy khóc này, biếng ăn, chậm lớn, tiêu hóa kém, còi xương, suy dinh dưỡng, con mình thì cũng đã dùng rất là nhiều các loại vitamin dưỡng chất khác trên thị trường rồi mà không thấy hiệu quả thì các mẹ cứ cho con sử dụng ngay bộ vi chất để carbon này nhá. Cam kết sau 3 ngày thôi là hết táo bón, hết biếng ăn, con đỡ quấy khóc hơn. Sau 7 ngày là hệ tiêu hóa con ổn định, con ăn ngon hơn, ngủ ngon hơn, tình trạng quấy khóc, biếng ăn giảm hẳn. Sau 1 tháng thôi là con bụng bẫm, hệ tiêu hóa hoạt động ổn định, hệ xương ổn định, trộm vía bụ bẫm nhìn cực thích luôn các mẹ nhá. Xin chào cả nhà nha. Những mẹ nào đang vật lộn hay là đang stress vì con hay ốm vặt này, con biếng ăn này, còi cọc, chậm tăng cân, táo bón hay là tốn hàng chục triệu đồng rồi là đi khám bác sĩ dinh dưỡng cũng không có hiệu quả thì các mẹ vào hết trong livestream này của em Trang các mẹ nhá. Ngày hôm nay thì em Trang sẽ giới thiệu cho các mẹ bộ vi chất đề carbon phát triển toàn diện cho bé số 1 trên thị trường hiện nay luôn. Ngày hôm nay ai mà không xem cái livestream này của em Trang thì quả thật là phí cả cuộc đời luôn nhá. Video này mình đặc biệt dành cho tất cả các mẹ trên đất nước Việt Nam có con hay quấy khóc này, biếng ăn, còi xương, chậm tăng cân, suy dinh dưỡng, nuôi hoài mà không lớn. Các mẹ cứ vào hết đây xem cái livestream này của em nhé, đảm bảo là không uổng công, không uổng phí một giây phút nào của các mẹ đâu ạ. Mình xin giới thiệu nhé, đây là bộ vi chất đề carbon phát triển toàn diện cho bé số 1 trên thị trường hiện nay, được Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Tiến Dũng, Nguyên trưởng khoa nhi Bệnh viện Bạch Mai, Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Đình Toán, Nguyên Viện trưởng Viện Dinh dưỡng Lâm Sàng, cùng với Thạc sĩ bác sĩ Đinh Ngọc Hoa, bác sĩ chuyên khoa nhi Bệnh viện Sanh Phôn, rồi báo đài truyền hình đưa tin đánh giá rất là cao về chất lượng sản phẩm, cũng như là khuyên dùng cho các bé chậm lớn, chậm phát triển, kém hấp thu và cho các mẹ cần bổ sung dưỡng chất cho sự phát triển của con. Phải nói thật với mọi người là tất cả gia đình, hàng xóm, họ hàng mà có con nhỏ của em đều đang sử dụng và rất rất có hiệu quả nha cả nhà. Cho nên ngày hôm nay thì em sẽ giải đáp hết tất tần tật những thắc mắc, những vấn đề của các mẹ luôn nhá. Các mẹ đừng nghĩ là trong 6 tháng đầu đời của bé thì chỉ cần sữa mẹ là đủ mà không cần bổ sung thêm gì. Suy nghĩ như vậy là sai nhá, sai sai hoàn toàn nha các mẹ. Đấy là ngày xưa các cụ hay nói vậy thôi, ngày nay cuộc sống rồi mọi thứ nó đều khác, cho nên mọi việc chăm con khác nha các mẹ. Chăm con làm sao cho tốt, làm sao cho chuẩn và cho đúng khoa học, không phải là các mẹ nào cũng làm được và làm chuẩn đâu các mẹ nhé. Trong 6 tháng đầu đời của các bé thì các mẹ cần bổ sung đầy đủ dưỡng chất cho con thì con mới có thể phát triển toàn diện và lớn nhanh được. Ai làm cha làm mẹ rồi thì có thể hiểu cảm giác là con biếng ăn này, ăn mãi mà không lớn, nó bất lực mà stress vô cùng luôn. Nhưng mà các mẹ chỉ cần cho con sử dụng bộ vi chất đề carbon này là sẽ thấy khác hẳn luôn. Như mình là một ví dụ điển hình nha. Mang thai bé đầu tiên còn nhiều bỡ ngỡ. Mình thì kỹ tính, làm gì cũng tìm hiểu rất là kỹ này. Thế nhưng mà con được 5 tháng thì bỏ bú bình, sữa mẹ còn chẳng thèm uống nữa, mà còn hay đi ngoài nữa cơ. Chưa kể là lúc bị táo bón con khóc hết nước mắt luôn. Được 5 tháng mà con bé tí tẹo teo, nói chung là kém hơn so với các bạn cùng trang lứa rất là nhiều. Con không ăn cho nên là sức đề kháng cũng rất là kém, đi khám nhiều như là cơm bữa luôn, ngày nào cũng phải đi viện khám mà không ăn thua. Mà mình nghĩ đây không phải là tình trạng của riêng mình mà vấn đề của rất rất nhiều các mẹ bỉm sữa. Vậy thì bây giờ nha,
Hôm nay thì mình sẽ ngồi đây để có thể tâm sự và chia sẻ với mọi người về bí quyết nuôi con, kinh nghiệm chọn dưỡng chất cho con của mình sao cho hiệu quả nhá. Đây chính là những bí quyết của mình nhá. Như mình khoe từ đầu livestream đến giờ rồi thì đây là bộ vi chất đề carbon phát triển toàn diện cho con số 1 tại Việt Nam luôn các mẹ nhá. Các con sẽ bụng bẫm hơn này, ăn ngon hơn này, ngủ ngon hơn, hệ xương ổn định và nhanh nhẹn hơn. Con sẽ có sức đề kháng tốt hơn. 10 bé sử dụng thì cả 10 bé đều phát triển toàn diện nhá các mẹ. Bộ đề carbon này thì mình khẳng định luôn là đã được rất nhiều các chuyên gia dinh dưỡng khuyên dùng rồi. Và như mình đã chia sẻ thì có Phó giáo sư tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Tiến Dũng, nguyên trưởng khoa nhi bệnh viện Bạch Mai, Phó giáo sư tiến sĩ Trần Đình Toán, nguyên viện trưởng viện dinh dưỡng lâm sàng, cùng với thạc sĩ bác sĩ Đinh Ngọc Hoa, bác sĩ chuyên khoa nhi bệnh viện Sanh Pôn, toàn chuyên gia hàng đầu hiện nay luôn. Muốn con tăng cân hiệu quả, hệ xương tiêu hóa ổn định, hết táo bón, hết đi ngoài, phát triển chiều cao, sức đề kháng toàn diện thì phải sử dụng bộ vi chất đề carbon này. Bộ vi chất hàng đầu Việt Nam luôn nha các mẹ. Trời ơi, nó thần thánh, nó vi diệu dữ lắm luôn. Đã dùng là mình sẽ trung thành hẳn luôn. Mình đã cho con mình dùng rồi và thấy rất là hiệu quả luôn. Con bú mình nào là hết bình đấy luôn. Nhìn cứng cáp này, có da có thịt hơn trước rất là nhiều. Thay đổi ngoạn mục luôn, mình cực kỳ bất ngờ. Các mẹ cứ phải khổ sở tìm sản phẩm nào giúp con bổ sung vitamin D3, sản phẩm nào bổ sung sắt, sản phẩm nào ổn định hệ tiêu hóa cho con, rồi vân vân và vân vân, làm gì nhiều. Trong khi chỉ với bộ vi chất đề carbon này thì mọi vấn đề của mẹ đều được giải quyết hoàn toàn. Đặc biệt nhá, chi phí lại tiết kiệm vô cùng khi mà mua bộ sản phẩm vi chất này luôn. Đây là bộ vi chất cung cấp đủ các dưỡng chất vàng hàng đầu hiện nay các mẹ ơi. 10 mẹ thì phải 9 mẹ gặp tình trạng con quấy khóc này, biếng ăn này, con chậm lớn, còi xương hay là suy dinh dưỡng mà không biết bổ sung như thế nào mới đúng. Đây các mẹ nhá, bộ 4 sản phẩm đề carbon. Có bộ 4 sản phẩm này thì các mẹ không cần phải lo con quấy khóc này, rối loạn tiêu hóa này kèm phát triển nữa các mẹ nhá. Mọi người cứ cho con dùng bộ vi chất đề carbon phát triển toàn diện này là đảm bảo con bụ bẫm, lên ký, con khỏe mạnh, cứng cáp, không ốm vặt mà mẹ nào cũng không cần phải tốn hàng chục triệu đồng để đến bệnh viện dinh dưỡng hay là sử dụng vô vàn các loại khác làm gì cả. Mọi người chia sẻ livestream này giúp mình nhá cả nhà yêu ơi. Bộ này tiện mà dễ dùng lắm chị ạ. Con em ăn được, ngủ được, trộm vía 9 tháng đã đi được rồi đó. Vâng ạ, em cảm ơn chị Liên Bùi nhá, trộm vía quá chị ạ. Bé nhà mình dùng gần hết bộ trước rồi ạ. Chị cho em đặt thêm một bộ nhá. Ok chị yêu Hòa Xu nha. Các mẹ đặt hàng thì các mẹ nhớ comment lại cái số điện thoại cùng với tình trạng của bé nhà mình gặp phải, hoặc là có thể gọi trực tiếp cho cái số hotline mà em đang ghi ở dưới cái màn hình này luôn nhá. Thì đội ngũ chuyên gia bác sĩ của Wikimum sẽ gọi điện thăm khám và hỗ trợ cho các mẹ nhá. Rồi, chắc hẳn là nói tới đây thì rất nhiều người muốn đặt mua bộ vi chất đề carbon này rồi đúng không ạ? Đây, bây giờ là một cái tin vui mà em báo cho cả nhà nha. Đó là duy nhất ngày hôm nay, ngay trong livestream này của em luôn, khi mình mua bộ vi chất đề carbon từ livestream này thì sẽ được ưu đãi khủng và có rất nhiều quà tặng luôn cả nhà. Mọi người lưu ý là chỉ livestream này thì mới có giá đó thôi nhá. Chứ trên thị trường thì không bao giờ có giá này đâu nha cả nhà. Em chia sẻ cho các mẹ này. Bình thường thì mình mua một bộ vi chất đề carbon này ở ngoài thì giá niêm yết ở bộ công thương là rất là cao nha các mẹ. Nhưng mà ngày hôm nay là em đã xin với công ty là cho một ưu đãi rất là hời với các quý vị khách hàng mua hàng ngay trong livestream này của em luôn. Khi mà các mẹ mua 3 bộ vi chất đề carbon thì sẽ được tặng một bộ vi chất đề carbon. Và một ưu đãi khủng nữa, đó chính là khi các mẹ mua 5 bộ vi chất đề carbon thì sẽ được tặng ngay 2 bộ vi chất đề carbon. Tính ra là mua gần như được giá xỉ đúng không các mẹ? Ngay bây giờ thì chỉ có 100 suất thôi nha các mẹ, nên là các mẹ hãy nhanh tay đặt hàng. Đồng thời là mình sẽ còn được quà nữa. Được chưa cả nhà? Quá là hời luôn đúng không mọi người ơi? Mọi người hãy nhanh tay để lại số điện thoại này để nhận được những ưu đãi từ em nhá. Và em còn đảm bảo luôn là cái ưu đãi này nhá, cái ưu đãi này là ưu đãi lớn nhất và không ai dám bán như vậy đâu nhá cả nhà. Chỉ có trong livestream ngày hôm nay của em thôi và đặc biệt như vậy thôi. Và lưu ý giúp em là chỉ có 100 suất thôi cả nhà ơi. Và khi mà bán hết 100 suất này thì giá sẽ quay trở lại với giá niêm yết ban đầu nhá cả nhà. Cho nên là cả nhà hãy nhanh tay tranh thủ để lại ngay số điện thoại hoặc là mình gọi điện đến cái số hotline mà em đang ghim dưới màn hình nhá cả nhà, để trở thành những khách hàng nhanh tay nhất nhận được những ưu đãi giảm giá trong ngày hôm nay nha. Chưa hết đâu nhá cả nhà. Duy nhất trong cái livestream này nhá, mỗi đơn hàng còn được tặng thêm một cuốn ebook dạy con kiểu Nhật giai đoạn từ 0 đến 1 tuổi. Hiện tại thì những thiên tài hay là những người ưu tú được nuôi dạy bằng phương pháp này đều đang rất là thành công trong xã hội nha mọi người ơi. Ngoài ra nhá, có một điều cực kỳ đặc biệt nữa em phải cực kỳ nhấn mạnh với các ông bố bà mẹ luôn, là lần đầu tiên có một nhãn hàng tặng ngay cho khách hàng một voucher khám nhi online miễn phí trọn đời luôn. Khám mà được miễn phí lại còn khám trọn đời thì
thì có phải là trên cả tuyệt vời không các mẹ? Bất cứ khi nào mà bé nhà mình có vấn đề gì hay là các mẹ có thắc mắc gì cần tư vấn thì đội ngũ chuyên gia bác sĩ của phòng khám Wikimum sẽ video call và thăm khám trực tiếp cho các mẹ nhé, giúp các mẹ nắm bắt được rõ tình trạng của con để có những giải pháp thật tốt cho bé khỏe mạnh và phát triển. Thật là tiện lợi phải không các mẹ? Em chưa thấy một nhãn hàng nào mà mở nguyên một phòng khám như vậy luôn, number one luôn đấy cả nhà. Còn chần chờ gì nữa mà không nhanh tay đặt hàng ngay bây giờ ạ? Mọi người chia sẻ livestream này cho mình để nhiều mẹ biết đến nhá. Hồng Vũ bán cho em một bộ nha. Ok, cảm ơn bạn nhá. Mai Anh, em muốn mua cho bé dùng thì phải làm sao ạ? Bạn để lại số điện thoại để chuyên viên liên hệ tư vấn cho bạn ngay bây giờ bạn nhá. Các mẹ ơi, các mẹ phải nhanh chóng đặt mua ngay bộ vi chất để carbon này cho bé yêu nhà mình đi ạ. Có rất nhiều những công dụng luôn, mà quan trọng là đang có chương trình khuyến mãi các mẹ nhé. Khuyến mãi chỉ duy nhất có trong livestream ngày hôm nay của em thôi các mẹ ạ. Không mua là quá phí, không mua là quá tiếc, mà con lại không được bổ sung dinh dưỡng toàn diện đâu các mẹ nhé. Đây để em cho mọi người xem nhé. Đây là một bộ vi chất đề carbon mới mua, sẽ có tem chống hàng giả hàng nhái này. Đó, mọi người cứ mua hàng rồi check là yên tâm sử dụng thôi. Sản phẩm chất lượng số 1 trên thị trường, uy tín, thương hiệu đã được khẳng định thì tội gì mà các mẹ không mua đúng không cả nhà? Mua luôn để giúp con mình hết biếng ăn ngay và luôn các mẹ yêu nhá. Rồi bây giờ thì mình đang nhìn thấy là có rất nhiều đơn đặt hàng của mọi người rồi nha. Hà Linh nè, Minh Anh nè, có quá trời comment đặt hàng luôn. Mọi người cứ để lại số điện thoại là sẽ được lên đơn ngay mọi người nha. Oanh Nguyễn, chị ơi, bé nhà em dùng 1 tháng rồi đã thấy hiệu quả ngay rồi, hệ tiêu hóa cũng ổn định hơn và con tăng được 2kg rồi chị ơi. Đúng rồi em ơi, em cứ kiên trì cho con sử dụng nhá. Dạ chào chị Mai Nguyễn, em chào chị Thanh Trang, em chào Mai Mai, chào Su Su nhá. Mọi người đừng lo là bị trôi bình luận nhá, mọi người chỉ việc comment là có chuyên viên gọi điện đến và hỗ trợ mọi người nhiệt tình luôn ạ. Mọi người có ai có câu hỏi gì thì nhớ đặt câu hỏi bằng cách comment này, em sẽ trả lời tất tần tật cho mọi người luôn. Đây em có thấy nick của mẹ bé Minh Hòa này. Con chị tiêu hóa kém hay táo bón, đầy bụng trướng hơi thì làm như thế nào ạ? Chị Minh Hòa ơi, tình trạng này phụ thuộc rất nhiều yếu tố chị nhá. Chị để lại số điện thoại thì đội ngũ bác sĩ chuyên khoa nhi tại phòng khám Wikimum bên em sẽ tư vấn liền cho mình nhá. Những tình trạng như là con quấy khóc này, biếng ăn này, con chậm lớn, còi xương hay là suy dinh dưỡng, chậm phát triển thì có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên. Nên là con mình mà có gặp vấn đề gì thì các bố mẹ cứ để lại số điện thoại, các chuyên gia bác sĩ của Wikimum sẽ liên hệ lại và tư vấn ngay cho bố mẹ nhé. Bố mẹ không cần phải lo lắng vì mất quá nhiều chi phí phát sinh tốn kém, vì tất cả để hoàn toàn miễn phí nhé bố mẹ. Rồi mình sẽ giới thiệu chi tiết về bộ sản phẩm đề carbon này cho các mẹ thêm nhé. Các bà mẹ đang có ở trong live thì nhớ follow và theo dõi mình để tránh mua nhầm hàng giả hàng nhái trên những trang khác và để nhận được voucher ưu đãi cực sốc đến từ nhãn hàng bố mẹ nhé. Bộ sản phẩm vi chất đề carbon này thì có 4 sản phẩm và sản phẩm đầu tiên mà em muốn giới thiệu đến các bố mẹ là đề carbon D3K2 DHA này nhá. Đây là sản phẩm đặc biệt giúp trẻ phòng chống các bệnh lý còi xương, rối loạn giấc ngủ và phát triển chiều cao tối ưu. D3K2 DHA là sản phẩm không thể thiếu cho con, đặc biệt là từ giai đoạn từ 0 cho đến 3 tuổi. D3 kết hợp với K2 Vital là dòng K2 tốt nhất trên thế giới hiện nay, được nhập khẩu từ Na Uy và hai thành phần này không những tăng cường hấp thu canxi mà còn giúp xương vững chắc này và chống được bệnh còi xương ở trẻ nhỏ một cách hiệu quả. DHA thì giúp cho con phát triển thị giác, giúp cho con nhận biết màu sắc và các chuyển động tốt hơn. Bổ sung DHA giúp con phát triển não bộ này, con sẽ thông minh hơn và đây là một sản phẩm quá là tuyệt vời luôn các mẹ ạ. Với đề carbon D3K2 DHA này thì sản phẩm sở hữu nhiều điểm khác biệt là hàm lượng DHA được nghiên cứu đạt hiệu quả tối ưu nhưng mà không có mùi khó chịu. Công thức với nền dầu không chứa nước, hạn chế tình trạng nhiễm khuẩn, tăng độ ổn định, dễ bảo quản. Nguồn nguyên liệu K2 Vital tổng hợp nhập khẩu từ Na Uy với chất lượng tốt nhất thế giới luôn các mẹ nhé. Nguồn nguyên liệu K2 Vital 99,9% ở dạng bền, không bị phân hủy. Đề carbon D3K2 DHA dùng cho cả người lớn và trẻ em. Người cần bổ sung vitamin D3, vitamin K2, người kém hấp thu canxi, trẻ em đang trong giai đoạn phát triển và ít tiếp xúc với ánh nắng. Sử dụng đề carbon D3K2 DHA rất dễ, đó chính là trẻ em dưới 1 tuổi thì chỉ cần 4 giọt mỗi ngày và trẻ em trên 1 tuổi thì chỉ cần 4 đến 8 giọt mỗi ngày. Cha mẹ nhớ là nên cho uống vào buổi sáng trước khi ăn khoảng 30 phút hoặc là sau khi ăn 1 tiếng. Đó, có thể thêm vào thức ăn hoặc là đồ uống của trẻ hoặc là có thể đưa trực tiếp vào miệng của trẻ. Ngoài ra thì sản phẩm còn có thành phần DHA,
cực kỳ tốt cho sự phát triển trí não và thị lực của trẻ và rất cần thiết cho quá trình myelin hóa tế bào thần kinh. DHA rất quan trọng với việc phát triển trí não, giúp cho quá trình phát triển hoàn hảo của hệ thần kinh và chỉ số IQ của trẻ. DHA thì được đánh giá là chất không thể thiếu đối với sự phát triển của não bộ của trẻ và nó chiếm tỷ lệ rất cao trong chất xám và tạo ra độ nhạy của các neuron thần kinh, giúp dẫn truyền thông tin một cách nhanh chóng và chính xác. Kết hợp với đó là decarbon sắt. Đây ạ, đây là sản phẩm decarbon sắt. Sản phẩm này khi mà xuất hiện tại Việt Nam đã tạo nên cơn sốt trên khắp cộng đồng làm cha mẹ nhờ tính hiệu quả, an toàn và tiện dụng mà sản phẩm này mang lại cho người dùng. Sản phẩm này là một trong những thành viên ưu tú hỗ trợ bổ sung sắt cho cơ thể với các thành phần quan trọng góp phần tăng cường đề kháng, các loại vitamin hỗ trợ tóc này, da này, phát triển khỏe mạnh. Sắt là một yếu tố vi lượng có vai trò rất quan trọng tăng cường hệ thống miễn dịch của cơ thể, đặc biệt là đối với trẻ nhỏ. Đặc biệt là sắt có trong sản phẩm này được nhập khẩu từ Ý. Bổ sung xịt hỏng decarbon sắt sẽ đem đến rất nhiều lợi ích. Hỗ trợ bổ sung sắt cho cơ thể này, giảm nguy cơ thiếu máu do thiếu sắt này. Sản phẩm có bổ sung thêm chất xơ không gây táo bón cho người dùng, hỗ trợ tăng sức đề kháng, hỗ trợ chức năng của hệ tiêu hóa và thần kinh, da, tóc khỏe mạnh. Ngoài ra thì xịt hỏng decarbon sắt còn có chứa rất nhiều thành phần khác như là inulin này, vitamin B9, vitamin B3 vân vân, giúp tăng cường sức đề kháng của trẻ một cách vượt trội. Trước khi mà chúng ta sử dụng xịt hỏng decarbon sắt thì mọi người làm theo hướng dẫn sau. Đầu tiên là chúng ta lắc kỹ lọ trước khi sử dụng này. Sau đó là dùng xịt trực tiếp vào hai bên má ở trong miệng. Sử dụng sản phẩm trước khi ăn 30 phút hoặc là sau khi ăn 2 tiếng. Đối với trẻ sinh đủ tháng thì chỉ cần 1 nhát xịt trên 1 ngày. Còn đối với trẻ sinh non thiếu tháng thì chỉ cần 2 nhát xịt trên 1 ngày thôi mọi người nhé. Xịt hỏng decarbon sắt phù hợp với trẻ bị thiếu máu do thiếu sắt hoặc là trẻ có nhu cầu bổ sung do chế độ ăn uống thiếu sắt hoặc là cơ thể tăng nhu cầu về sắt. Và sản phẩm tiếp theo đó chính là decarbon DHA này đấy ạ. Decarbon DHA thì là sản phẩm bổ sung DHA cho chế độ dinh dưỡng của trẻ. Decarbon DHA với ưu điểm nguyên liệu là thuần khiết, không mùi, không vị, không gây nôn chớ và sử dụng liều an toàn hàng ngày giúp trẻ phòng chống các bệnh lý còi xương, rối loạn giấc ngủ và phát triển chiều cao tối ưu. Và DHA là yếu tố quan trọng trong sự phát triển thị giác và hệ thần kinh trung ương. Ngoài ra thì chúng còn là một nguồn năng lượng dồi dào, duy trì hoạt động lành mạnh của tim, phổi và hệ thống miễn dịch. Sản phẩm với thành phần chính DHA, DHA chiếm 40%, nhập khẩu từ Pháp mang đến rất nhiều những lợi ích như là giảm mỡ máu này, dự phòng xơ vữa động mạch và bệnh nhồi máu cơ tim ở trẻ nhỏ và người trưởng thành, thúc đẩy sự phát triển trí não cho trẻ nhỏ, tăng cường sức khỏe của mắt, chống viêm nhiễm hiệu quả. Ngoài ra thì sản phẩm còn chứa các thành phần như là vitamin A, vitamin E cùng với rất nhiều những thành phần ưu việt tốt cho sức khỏe của trẻ nhỏ. Sản phẩm phù hợp với tất cả người lớn và trẻ nhỏ hoặc là người cần bổ sung vitamin D3, vitamin K2 hay là người kém hấp thu canxi. Khi mà sử dụng decarbon DHA thì các bạn chỉ cần đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng vì trên bao bì thì đã ghi rõ hàm lượng đúng và đủ theo từng lứa tuổi. Sản phẩm có thể hỗ trợ cho việc ăn dặm của trẻ, bổ sung DHA, góp phần vào sự phát triển của não bộ, thêm vào sữa, thức ăn hoặc là nước trái cây của trẻ hoặc là có thể đưa trực tiếp vào miệng của trẻ. Và sản phẩm cuối cùng trong bộ vi chất decarbon đó chính là men vi sinh decarbon probiotic này đây ạ. Và đây là một loại thực phẩm bảo vệ sức khỏe được nhập khẩu từ Ý. Và sản phẩm này đã có chứng nhận công dụng và an toàn của Bộ Y tế Việt Nam, hỗ trợ cải thiện hệ tiêu hóa này, giảm các triệu chứng rối loạn tiêu hóa, tiêu chảy, táo bón, đau bụng ở trẻ nhỏ, nôn chớ sinh lý, tăng cường khả năng hấp thụ một số loại vitamin, tăng sức đề kháng cho cơ thể. Nếu như mà các mẹ nào đang thắc mắc có nên sử dụng men vi sinh này cho bé hay không, thì câu trả lời là có, tại vì men vi sinh mang đến rất nhiều lợi ích tốt cho hệ tiêu hóa non nớt của trẻ. Men vi sinh có vai trò quan trọng đối với cơ thể vì có nhiệm vụ thúc đẩy sự phát triển các vi khuẩn có lợi. Dùng men vi sinh cho trẻ em để có thể sản sinh ra vi khuẩn có lợi và thúc đẩy quá trình trao đổi chất và tiêu hóa thức ăn. Vi khuẩn có lợi thì sẽ giúp đường ruột của trẻ nhỏ, đặc biệt là các trẻ sơ sinh khỏe mạnh hơn. Và nếu như mà bé có nhiều vi khuẩn hoặc là được bổ sung men vi sinh thì sẽ ít bị đầy hơi, đau bụng hơn những trẻ khác. Trong decarbon probiotic thì có chứa hai loại lợi khuẩn đặc biệt tốt cho sức khỏe của trẻ. Lợi khuẩn đầu tiên là bifidobacterium có trong đường ruột tạo nên lá chắn thép vững chắc
bảo vệ hệ thống đường ruột cũng như là tăng cường khả năng hệ miễn dịch cho cơ thể. Lợi khuẩn thứ hai là Lactobacillus, giúp phòng ngừa và ngăn chặn rối loạn tiêu hóa, giúp cân bằng hệ vi khuẩn đường ruột và khôi phục lại cân bằng vi khuẩn tự nhiên ở trong cơ thể, chuyển hóa lacto thành axit lactic, hạn chế dị ứng do cơ thể không dung nạp được lacto. Và sản phẩm dùng cho trẻ sơ sinh trở lên và người lớn bị rối loạn tiêu hóa cần bổ sung lợi khuẩn. Sử dụng Decarbon Probiotic rất là dễ mọi người nhé. Mọi người chỉ cần nhỏ 5 giọt mỗi ngày trực tiếp vào miệng hoặc là pha loãng trong một ít nước uống khi đói. Đấy, mọi người thấy không? Trong bộ vi chất Decarbon này có quá trời thành phần dinh dưỡng chất lượng mà toàn là những dưỡng chất đi đầu trong việc cải thiện các tình trạng như là quấy khóc này, biếng ăn này, con chậm lớn, ăn không hấp thu, ăn mãi không lớn, còi xương hay là suy dinh dưỡng mọi người nha. Cả nhà ơi, cả nhà mua hàng cứ để lại cho em số điện thoại nhá. Mua hàng để lại số điện thoại hoặc là gọi cho cái số hotline mà em để bên dưới màn hình này nhá. Hoàng Nhi ơi, để lại số điện thoại cho mình giao hàng nhá. Thanh Hằng, chị ơi em cũng muốn mua lắm nhưng mà để em về nhà hỏi chồng đã. Trời ơi Thanh Hằng ơi, bây giờ em phân tích để mẹ hiểu nhá. Mẹ sinh con và chăm con mà con phát triển khỏe mạnh hay là tăng cân đều, đề kháng tốt thì ông xã cũng mừng và yên tâm, có đúng không ạ? Hơn nữa là khi mà con cái mình mũm mĩm ra ngoài thì cũng không bị nói là ôi bạn này trộm vía nhỉ. Chứ đúng là nghe mẹ chồng bảo con dâu tôi không biết chăm con hay là ra ngoài mọi người bảo sao bạn này còi thế nhỉ, có phải là mẹ rất buồn và lo lắng không ạ? Mà con trong thời kỳ 6 tháng đầu đời là giai đoạn vàng để con phát triển mẹ ạ. Mua ngay và luôn, không cần phải hỏi ý kiến chồng gì hết trơn cả. Nhanh tay thì còn chương trình khuyến mãi nhá. Chị ơi, bộ sản phẩm này tốt thế ạ, thành phần toàn là nhập khẩu từ nước ngoài, cho em đặt một bộ ạ. Các mẹ ơi, bên em đang có chương trình tri ân dành cho 100 khách hàng đầu tiên. Khi mà mua 3 bộ vi chất Decarbon thì sẽ được tặng thêm một bộ. Và đặc biệt hơn nữa là được tặng thêm một voucher thăm khám online trọn đời cho mẹ cùng với bác sĩ chuyên khoa nhi Wikimum. Có vấn đề gì thì các mẹ có thể yên tâm thăm khám cho các con ạ. Nhanh tay đặt mua ngay nào các mẹ ơi. Các mẹ chú ý là một điều rất là quan trọng, hiện tại thì bên ngoài có rất nhiều hàng giả, hàng nhái. Nên là khi mọi người nhận hàng thì bóc ra và kiểm tra hàng nhé. Đây, cái tem chống hàng giả nó như thế này đấy ạ. Có một cái mã vạch và có thông tin xuất xứ về sản phẩm luôn ạ. Đó. Và với mỗi sản phẩm vừa được kiểm định nghiêm ngặt, chất lượng cao như thế này thì các mẹ còn đắn đo gì nữa mà không mua, đúng không nào? Những tình trạng như là con quấy khóc này, biếng ăn, con chậm lớn, còi xương hay là suy dinh dưỡng chậm phát triển, có rất là nhiều nguyên nhân dẫn đến các tình trạng trên. Nên là nếu con mình mà có gặp vấn đề gì thì ba mẹ cứ để lại số điện thoại để các chuyên gia bác sĩ của Wikimum sẽ liên hệ lại tư vấn ngay cho bố mẹ nhé. Hoàn toàn miễn phí nhé các mẹ. Chỉ cách các mẹ một cuộc điện thoại mà thôi ạ. Decarbon sẽ gửi hàng cho các mẹ trên 63 tỉnh thành, bất kể các mẹ ở đâu, ở nơi nào, các mẹ đều được vận chuyển đến tận nhà, miễn phí hoàn toàn chi phí vận chuyển. Nhận hàng xong thì các mẹ hãy kiểm tra xem có đủ số lượng quà tặng hay không, sản phẩm có tem mác hay không thì các mẹ mới phải thanh toán tiền nhá. Và đặc biệt là bên mình sẽ hoàn tiền gấp 10 lần nếu như mà các mẹ phát hiện ra là hàng giả, hàng kém chất lượng. Lưu ý là chỉ trên video này thôi thì em mới có giá ưu đãi và quà tặng cực khủng và cam kết chất lượng cho các mẹ thôi nhá. Các mẹ còn chần chờ gì nữa mà không để lại ngay số điện thoại ở bên dưới video này hoặc là gọi điện ngay đến số hotline của bên em đang ghim ở dưới video để không bỏ lỡ cơ hội nhận quà ưu đãi vàng đến từ bộ vi chất Decarbon các mẹ nhé. Và hơn hết là con yêu của mình sẽ chấm dứt tình trạng biếng ăn, con tăng cân, phát triển chiều cao và tăng sức đề kháng, tránh ốm vặt các mẹ nhé. Cảm ơn các mẹ đã lắng nghe chia sẻ của em Trang và Decarbon ngày hôm nay. Chúc các mẹ và gia đình sẽ có một sức khỏe thật tốt và sớm sở hữu bộ vi chất Decarbon của chúng tôi nhé. Các mẹ bầu hay là đang cho con bú vào đây để em mách cho các mẹ một bí quyết chăm sóc sức khỏe lại còn xinh đẹp cho trước và sau sinh. Chỉ với 2 viên mỗi ngày mà lại giúp các mẹ bổ sung các vitamin này, khoáng chất này và axit amin cần thiết cho cơ thể. Bồi bổ sức khỏe, tăng cường sinh lực, giúp cơ thể khỏe mạnh, nâng cao thể trạng cơ thể, tăng cường tế bào phục hồi sức khỏe, giảm mệt mỏi, căng thẳng, giảm stress, hỗ trợ tăng cường sức đề kháng, chống lão hóa, làm đẹp da, giảm rụng tóc. Đó chính là em sản phẩm Infovit được bào chế từ các loại dược liệu quý như là nhung hươu, cao linh chi, đông trùng hạ thảo, tảo xoắn vân vân, đang trở thành dòng sản phẩm được tin dùng trên thị trường. Các mẹ có biết các vitamin và khoáng chất có rất nhiều trong thực đơn hàng ngày với thịt cá, rau củ, trái cây. Thế nhưng như vậy chưa đủ để đảm bảo hàm lượng cần thiết cho mỗi ngày cho cả mẹ bầu và thai nhi. Các mẹ cần bổ sung ngay Infovit, cung cấp dưỡng chất cần thiết cho mẹ bầu, giúp bà bầu khỏe mạnh trong suốt thai kỳ, giảm thai nghén, hạn chế tối đa tình trạng dị tật của thai nhi, đảm bảo thai nhi phát triển tốt cả về cân nặng, thể chất và trí tuệ.
ngăn ngừa các biến chứng thường gặp sau khi sinh của chị em phụ nữ. Thời điểm bào bầu nên bổ sung vitamin tổng hợp nên được bổ sung từ giai đoạn đang chuẩn bị mang thai đến giai đoạn 9 tháng 10 ngày và sau khi sinh, đang cho con bú. Giai đoạn chuẩn bị mang thai từ 1 đến 3 tháng. Bổ sung vitamin tổng hợp sẽ giúp chị em dễ thụ thai hơn. Đặc biệt là uống vitamin tổng hợp sớm sẽ giúp hạn chế tình trạng thiếu hụt acid folic của thai nhi trong những tuần đầu tiên. Và khi đang mang thai, thì đây là giai đoạn quan trọng ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe và sự phát triển của bé trong suốt 9 tháng 10 ngày cũng như là sau khi chào đời. Chính vì vậy mà việc bổ sung vitamin tổng hợp cho bà bầu vô cùng cần thiết. Sau khi sinh thì vitamin tổng hợp sẽ giúp chị em nhanh chóng hồi phục sức khỏe, lấy lại tinh thần. Đặc biệt là các vitamin và khoáng chất còn giúp dòng sữa mẹ thơm ngon hơn, giàu dưỡng chất hơn. Bên cạnh đó thì thời điểm thích hợp nhất trong ngày để uống vitamin tổng hợp chính là sau khi ăn sáng, bởi lẽ đây là lúc cơ thể có thể hấp thu các dưỡng chất tốt nhất và mang lại tinh thần thoải mái và cung cấp năng lượng cho bà bầu suốt cả ngày. Vậy thì còn lý do gì mà các mẹ không sử dụng ngay em InfoVit để khỏe hơn, lại xinh đẹp hơn nữa ạ? Phễu hút sữa silicon mini pump, trợ thủ đắc lực của chị em mới sinh trong công cuộc nuôi con bằng sữa mẹ. Máy hút sữa êm ái không đau rát và kích thích phản xạ xuống sữa tự nhiên, thu gọn đầu ti, giữ thẩm mỹ bầu ngực. Silicon y tế thì rất là an toàn cho mẹ và bé, tiết kiệm chi phí nuôi con. Phễu kích thước sữa silicon mini pump, kích sữa dễ dàng, hút sữa êm ái là một trợ thủ đắc lực của chị em mới sinh trong công cuộc nuôi con bằng sữa mẹ. Mini pump được sản xuất từ silicon y tế vô cùng mềm mại nên là tạo cảm giác êm ái và thoải mái khi tiếp xúc với da. Thiết kế đường kích huyệt thì rất là thông minh, có thể tác động vào huyệt 5 giờ đến 7 giờ trên bầu ngực của mẹ. Nên là khi hút sữa thì sẽ kích thích phản xạ xuống sữa tự nhiên và giúp mẹ tăng lượng sữa lên mỗi ngày một cách tự nhiên và dễ dàng. Phễu hút sữa silicone mini pump với thiết kế khoảng không được tính toán rất là tỉ mỉ để có thể tạo ra một áp lực âm đủ lớn, vừa không để phễu bị rơi ra trong khi hút sữa mà lực tác động vào bầu ngực cũng vừa phải để kích thích sữa ra mà không làm mẹ bị đau. Lòng phễu thì được tạo những gờ nhỏ lên như là chất nhám để không bị mút chặt đầu ti khi mà hút sữa, vừa tạo cảm giác thoải mái cho mẹ, đồng thời có tác dụng thu gọn đầu ti, giúp giữ thẩm mỹ đầu ti cho mẹ. Và điều đặc biệt nhất ở mini pump so với các loại phễu silicone khác đó là mini pump không cần phải chọn size, và mỗi cặp phễu thì đều có kèm những trợ phễu giảm size phù hợp với mọi kích thước của mẹ. Đây là một điều vô cùng quan trọng, bởi vì nếu phễu chật quá thì khi mà hút sẽ cọ sát với đầu ti, làm tổn thương đầu ti. Và nếu phễu rộng quá thì sẽ tạo khoảng trống, dẫn đến áp lực âm không đủ và sữa hút không kiệt và không được nhiều. Hút sữa một cách êm ái, không gây cảm giác đau rát, căng tức, không còn là nỗi lo giãn chân ti nữa, mà đầu ti sẽ được thu gọn xinh đẹp như lúc chưa sinh. Lượng sữa tăng lên mỗi ngày, cụ thể đạt tới 1.000 đến 1.500ml sữa mỗi ngày, và bé nhà bạn được nuôi hoàn toàn bằng sữa mẹ. Con khỏe mạnh phát triển tốt, mà mẹ cũng tiết kiệm chi phí mua sữa công thức lên đến cả chục triệu đồng. Nếu mẹ bầu cảm thấy đau lưng, đau nhức ở đùi, bắp chân, bàn chân hay là gặp tình trạng tê chân, chuột rút, đặc biệt là vào ban đêm, thì hãy bổ sung ngay canxi Unico Mama Calcium, là loại canxi chuyên biệt dành cho phụ nữ mang bầu và sau sinh. Đây là loại canxi ion có tỷ lệ hấp thụ cao lên đến trên 90%, giúp mẹ hấp thụ tối đa lượng canxi sử dụng. Không lo dư thừa canxi gây ra nóng, táo bón hay là sỏi. Đặc biệt là canxi Unico Mama có hương vị rất dễ dùng cho các chị em phụ nữ trong thời kỳ mang thai đang nhạy cảm với mùi vị. Canxi đối với mẹ bầu là điều không thể thiếu. Canxi còn hỗ trợ cho hệ tim mạch và hệ thần kinh của bé. Chính vì thế mà mẹ bầu thường mắc phải triệu chứng thiếu canxi trong giai đoạn này. Thai nhi càng lớn thì sức nặng của thai nhi khiến mẹ bầu có cảm giác rất đau lưng, nhiều lúc phải gồng lên để đỡ bụng bầu. Nếu như các mẹ cảm thấy đau nhức ở đùi, bắp chân, bàn chân hay là gặp phải tình trạng tê chân, chuột rút, đặc biệt là vào ban đêm thì đừng chần chừ gì nữa nhé. Hãy bổ sung ngay lượng canxi đang thiếu hụt trong cơ thể mẹ và bé, được nhiều chuyên gia đánh giá cao là Unico Mama Calcium. Với sự kết hợp không thể tách rời của canxi, các loại vitamin và khoáng chất, Unico Mama Calcium là sản phẩm bổ sung canxi hữu cơ, không chứa chất biến đổi gen, an toàn tuyệt đối, sẽ đảm bảo cung cấp đầy đủ nhu cầu canxi cần thiết cho mẹ và thai nhi để hệ xương được hình thành chắc khỏe, thai nhi phát triển toàn diện nhất. Các mẹ hãy bổ sung ngay hôm nay nhé. Sữa non tổ yến Alphamil DHA, một loại sữa rất tốt cho các mẹ ít sữa mà phải nuôi con bằng sữa ngoài, thì sữa non tổ yến Alphamil DHA là một lựa chọn sáng suốt cho các mẹ nhé. Sữa non tổ yến Alphamil DHA có rất nhiều thành phần dưỡng chất quý, có công dụng giúp bé phát triển toàn diện hơn.
với sữa non kết hợp với tổ yến lại thêm DHA. Thì sữa Alphamil DHA giúp con phát triển não bộ toàn diện, hỗ trợ tăng cường sức đề kháng, phát triển chiều cao cho trẻ. Đặc biệt là sữa non tổ yến Alphamil DHA giúp trẻ tăng cân chuẩn khoa học. Vị lại thanh ngọt, dễ uống, rất là giống với sữa mẹ nên là bé nào cũng thích ăn. Một hộp với 28 gói rất dễ dùng mà lại tiện mang đi khi đi xa. Với cực kỳ nhiều ưu đãi đang chờ các mẹ, mua 3 tặng 1, mua 4 tặng 2, mua 5 tặng 3. Quá là nhiều các ưu đãi phải không các mẹ? Các mẹ nhanh tay ấn vào giỏ hàng ở phía dưới để mua cho con ngay nhá. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.